Mình là Tuti đây, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Các bạn có thấy trên bàn có cái gì không? Thì đây là một vài trái dâu. Vậy thì rốt cuộc tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Thì do là hôm nay mình muốn hướng dẫn cho các bạn cách làm mochi Nhật Bản nhân dâu. Thật ra khi các bạn làm cái mochi này á, các bạn sử dụng dâu Hàn Quốc hay là dâu Nhật Bản thì cái vẻ, cái thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì những cái loại dâu đó sẽ khó cho một số bạn để mua. Thì chúng ta cứ dâu Việt Nam mà tới thôi. Thật ra mình nghĩ là cái dâu Hàn Quốc với cái dâu Nhật Bản á, nó chỉ khác ở cái tính thẩm mỹ thôi. Còn cái hương vị thì mình nghĩ là không khác biệt bao nhiêu đâu. Nghĩa là các bạn cứ xài dâu Việt Nam nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm mochi Nhật Bản nào. Những nguyên liệu các bạn cần có ở đây bao gồm dâu, 230ml nước, 200g bột nếp, đường, muối, bột gạo rang. Cuối cùng là thạch đậu đỏ. Thì đây là một loại tráng miệng khá là phổ biến ở Hàn Quốc với Nhật Bản. Tuy nhiên thì mình không tìm thấy chỗ để mua cho nên là mình tự làm ở nhà luôn. Dâu sau khi rửa sạch thì các bạn sẽ cắt cái phần cuống đi. Sau khi cắt xong, các bạn sẽ dùng một miếng khăn giấy và thấm hết phần nước còn lại. Xong phần chuẩn bị dâu. Tiếp theo, mình sẽ cho phần thạch đậu đỏ này vào lò vi sóng trong vòng 2 phút. Các bạn sẽ nhúng dâu vào trong phần thạch đậu đỏ. Sau khi đã bọc xong, các bạn cho vào trong tủ lạnh khoảng tầm 20 phút. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị phần bột mochi. Đầu tiên các bạn sẽ cho bột nếp vào trong. Đường, muối. Và cuối cùng chúng ta sẽ cho 230ml nước nóng vào. Trộn đều. Khi bột đã hòa quyện thì các bạn sẽ cho vào lò vi sóng và quay trong vòng 2 phút. Sau khi lấy ra, các bạn sẽ trộn đều cho đến khi mà bột nó hòa quyện thành một khối. Khi các bạn thấy bột hòa thành một khối như vậy là được rồi, mềm mịn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần bột ra và nhồi. Nhưng mà trước hết chúng ta phải chống dính cái thớt bằng một ít bột gạo đã rang. Cho ít bột ra tay. Chúng ta sẽ kiểm tra cái phần dâu đã được chưa nha. Dâu đã đông cứng lại rồi, không dính tay nha các bạn. Do đây mình có 9 viên dâu cho nên mình sẽ chia thành 9 phần bằng nhau. Bây giờ mình sẽ gói thử một cái trước, cho nhân vào giữa. Sau đó các bạn lăn qua cái phần bột gạo. Và mình sẽ làm tiếp tục cho đến hết nha các bạn. Vậy là mình vừa mới hoàn thành xong bánh mochi dâu. Đây. Ôi, rất là nặng tay. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem bên trong, cái hình dáng bên trong nó sẽ như thế nào nha.
nghề thẩm mỹ thì mình phải công nhận là không được bắt mắt cho lắm, nhưng mà hy vọng là hương vị nó sẽ cứu vớt lại cái ngoại hình. Bây giờ mình sẽ ăn thử một em xem sao. Và để ăn chung với mochi dâu, mình sẽ uống sữa dâu. Ghim thử một em ăn nào. Như bạn cũng biết thì thường là dâu Việt Nam nó rất là chua, nhưng mà kết hợp với vị ngọt của hạt đậu đỏ với lại cái lớp vỏ ngoài mềm mềm dai dai, không biết nói gì hơn là quá tuyệt vời. Mình chưa từng nghĩ là nó sẽ ngon đến độ này luôn á. Mình chưa từng ăn mochi ở ngoài cho nên là mình không có ý kiến chuyện đó, nhưng mà cái mochi mình làm ở đây rất là hợp khẩu vị với mình, khẩu vị của mình thôi nha, còn các bạn thì mình không biết. Thêm sữa dâu nữa là tuyệt hảo, không còn gì có thể hơn được nữa. Và mình vừa mới hoàn thành xong hướng dẫn các bạn cách làm mochi dâu, mong là các bạn sẽ thử ở nhà xem sao nha. Chúc các bạn thành công và hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.